Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Thái Bình đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cứu hộ Tuân Hòa - Việt Hùng. Mô hình tàu thủy canh tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đạo diễn phim công thăm lại quần thể di sản thiên nhiên thế giới Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Nam Định có 211 trên 229 xã phường thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công an tỉnh Hà Nam bắt đối tượng vận chuyển trái phép bột ngọt giả. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương có gần 3 km đê cấp 2 thuộc tuyến đê tả sông Luộc thuộc địa phận xã Tiền Phong. Những năm qua, mặt đê bị xuống cấp ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng chống lụt bão và đi lại của người dân. Tháng 10 năm 2017 vừa qua, Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh thực hiện triển khai gói thầu làm mới 810 m mặt đê với bề mặt rộng 4,5 m, dày 25 cm, bên lề đất rộng 1 m và sửa chữa 21 tấm bê tông hư hỏng. Tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng. Nguồn vốn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ cuối năm 2017. Hiện nay, xã Tiền Phong đầu tư kinh phí hoàn thành đường dẫn từ các thôn, khu dân cư lên tuyến đê. Việc nâng cấp cải tạo mặt đường đê tả sông Luộc góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, đồng thời thuận lợi cho giao thương đi lại của nhân dân. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu nạn cứu hộ Xuân Hòa - Việt Hùng thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 8 năm nay, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và công tác cứu nạn cứu hộ, phòng chống lụt bão. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ cứu nạn Xuân Hòa - Việt Hùng nối từ đường 454 qua xã Xuân Hòa đến đê sông Hồng thuộc địa phận xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư có tổng chiều dài 3,2 km, được đầu tư trên 30 tỷ đồng. Công trình do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Xuân Hòa và Công ty Cổ phần Long Hưng Hưng Hà thi công. Những ngày qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vũ Thư đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong quá trình tổ chức thi công, đơn vị nhà thầu đã tranh thủ thời gian và vận dụng linh hoạt các biện pháp thi công, vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo giao thông thông suốt. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào tháng 8 năm nay. Sau khi được hoàn thành, tuyến đường sẽ đảm bảo tốt cho công tác cứu hộ cứu nạn hai tuyến đê sông Hồng và sông Trà Lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Vũ Thư. Theo báo cáo, đến năm 2017, huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2016. Dư nợ tín dụng toàn địa bàn ước đạt 26,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18%, tỷ lệ nợ xấu là 0,5% trên tổng dư nợ, giảm gần 20% so với năm 2016. Mặt bằng lãi suất huy động tương đối ổn định, trong năm 2017, công tác kết nối ngân hàng doanh nghiệp được quan tâm đẩy mạnh cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng trên địa bàn. Tâm huyết với công tác đoàn, mạnh dạn trong phát triển kinh tế, đầu năm 2017 vừa qua, anh Phạm Như Lân, sinh năm 1991, bí thư chi đoàn thôn Cao Đông, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đã cùng bạn đầu tư mô hình trồng rau thủy canh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ tham gia công tác đoàn và các phong trào địa phương, anh Phạm Như Lân được giới thiệu về mô hình trồng rau thủy canh. Anh đã đến thực tế và học hỏi kinh nghiệm tại các vườn thủy canh ở các tỉnh Nam Định, Bắc Giang. Năm 2017, mô hình trồng rau thủy canh với diện tích gần 200 m2 đi vào hoạt động với hệ thống bơm nước liên hoàn, dàn trồng và nhà lưới bao quanh tránh sự rủi ro của thời tiết và hạn chế tối đa sâu bệnh. Với một số nguyên liệu như sơ dừa, mút xốp, hạt giống nhập khẩu, hệ thống nước nuôi cây đã được hòa tan chất dinh dưỡng, vườn rau thủy canh của anh Lân cung cấp ra thị trường từ 4 đến 5 tạ rau một lứa. Với các loại rau muống, cải, các loại xà lách, với thời gian thu hoạch từ 25 đến 40 ngày tùy vào loại cây và mức giá thị trường từ 25 đến 35 nghìn đồng một kg. Trung bình mỗi lứa cho thu từ 5 triệu đến 6 triệu đồng. Hiện mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng thêm 1.000 m2 để đáp ứng nhu cầu rau sạch của người dân. Mỗi dịp Tết đến xuân về, để trang trí không gian ngoài vẻ đẹp truyền thống của hoa tươi thì những cành hoa lụa cũng mang một nét đẹp riêng. Còn gần một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thời điểm này làng nghề Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang khẩn trương tập trung sản xuất mặt hàng hoa lụa, phục vụ nhu cầu của người dân chơi Tết.
Báo Đáp được biết đến với nghề làm hoa lụa độc đáo và nổi tiếng khắp cả nước. Vào dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, hàng chục loại hoa dưới bàn tay điêu nghệ của các nghệ nhân trở nên tươi tắn, đua nhau khoe sắc. Mặc dù mỗi xóm có đến cả 100 hộ sản xuất hoa lụa, nhưng các gia đình đều tự tìm tòi sáng tạo, sản xuất một số loại hoa riêng biệt như hoa lan, địa lan, hồng, đào, mai, cẩm chướng. Theo các hộ làm nghề tại Báo Đáp, các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán được ưa chuộng là hoa đào, hoa mai, hoa đồng tiền, hoa hồng. Hoa lụa của làng Báo Đáp bán chủ yếu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn các tỉnh thành phố lân cận. Để cạnh tranh với hoa lụa do Trung Quốc sản xuất, các chủ cơ sở tại làng nghề cũng liên tục sáng tạo ra các dáng thế hoa khác nhau. Nghề làm hoa lụa đã và đang giúp người dân làng Báo Đáp trở nên giàu có và mỗi dịp cận Tết, nơi đây càng thêm náo nức rộn ràng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình. Hòa trong không khí phấn khởi mà Ninh Bình đã đạt được trong năm 2017, động viên ngành du lịch không ngừng vươn lên hoàn thành kế hoạch trong năm 2018. Mới đây, đạo diễn Jordan Salit for Robert là đại sứ du lịch Việt Nam đã về thăm lại di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, thăm phim trường, góp phần sản xuất bộ phim công Đảo Đầu Lâu nổi tiếng. Thăm lại khu vực phim trường và những người dân là những diễn viên trong phim nổi tiếng công Đảo Đầu Lâu. Đạo diễn Jordan Charles Vogt Robert rất ấn tượng về việc khu du lịch sinh thái Tràng An phục dựng và giữ nguyên trạng nhiều hạng mục của phim trường, phục vụ khách du lịch tham quan. Vui mừng cảm kích trước sự đón tiếp của người dân từng là diễn viên trong phim. Lần này đưa gia đình và người thân đến đây, tôi thực sự vui mừng như được sống lại khoảng thời gian chúng tôi sản xuất phim công Đảo Đầu Lâu. Mọi thứ cơ bản còn được giữ nguyên vẹn. Việc đưa phim trường vào phát triển du lịch rất tốt, kịp thời phục vụ khách du lịch. Chúng tôi dự định sẽ nghiên cứu, khảo sát để sản xuất phim trong thời gian tới tại đây nhằm phát huy cảnh sắc tuyệt vời của Tràng An. Khách du lịch cũng rất bất ngờ và nhận được món quà là chụp ảnh lưu niệm với đạo diễn nổi tiếng này. Chuyến thăm không dài nhưng thực sự để lại nhiều ấn tượng khó quên với những dự án làm phim mới, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Ninh Bình cũng như di sản Tràng An đối với bạn bè quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tượng rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh thuộc xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có tạo hình vô cùng kỳ lạ, miếng cắn thân, chân xé mình. Đây là pho tượng rồng độc đáo, hình dáng tượng nửa mình sắn, nửa mang tư thế và móng vuốt như rồng. Hình ảnh này chưa từng có trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Cụm di tích đền thờ Lê Văn Thịnh nằm ở sườn núi phía nam của núi Thiên Thai thuộc thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình. Trong cụm di tích còn giữ nhiều hiện vật có giá trị, đặc biệt tượng rồng đá được người dân địa phương phát hiện ngay tại khu vực lối lên xuống dẫn vào đền cuối năm 1992. Tượng rồng được tạc bằng đá nguyên khối, chiều cao của tượng là 0,76m, chiều ngang là 1,12m, chiều dài từ trước ra sau là 0,96m. Điều đáng nói là hình ảnh của con rồng đá này rất đặc biệt, không giống với bất kỳ hình ảnh rồng Việt ở bất cứ triều đại nào từng được biết đến và lại càng không giống với bất kỳ hình ảnh rồng Trung Hoa nào. Ông rồng đây thì chôn thời Lê này, thời Lý ở dưới cổng tham quan thì không biết. Nhưng mà năm 92 thì dân làng làm đường thì bắt đầu thấy. Thế xong thì bắt đầu như thế này, tổ chức như thế này. 3 tháng rồi như thế là khách đến thập phương cứ đầm lập. Đáng nhẽ ra thấy cụ ở đấy thì ngự trên phiến đá ngoảnh về Thăng Long Hà Nội. Thì lập đền trình ở đấy, tất cả khách vào đấy làm lễ xong bắt đầu mới vào đền của cụ. Sau khi phát hiện khối tượng lạ, người dân trong làng đã xây một ngôi miếu nhỏ, đưa tượng vào thờ và gọi bằng cái tên cung kính, ông rồng. Hiện miếu ông rồng được đặt phía bên hồi phải của đền thờ Lê Văn Thịnh. Toàn thân tượng được tạc bằng khối đá sa thạch, đá cát, nặng gần 3 tấn, màu vàng cát với hình dáng độc đáo, nửa rồng, nửa rắn, trong tư thế miệng cắn thân, chân xé mình. Thân rồng hình tròn phủ một lớp như vảy cá, không liền nhau, mình được chia thành hai phần, đan chéo khá cân đối. Phần thân đầu nằm phía dưới, qua đoạn giao cắt với thân trên, đầu rồng vươn lên uốn cong rồi cúi xuống, cắn chặt vào phần thân đuôi phía trên. Phần thân đuôi thon dần như mình rắn, phía cuối đuôi rồng uốn cong hình xoắn ốc như đang vận hết công lực để ghì chặt lấy phần thân đầu. Đôi mắt rồng rất to, lồi ra ngoài trông dữ tợn, hai chân trước, mọc ra ở phía dưới cổ,
khuỳnh rộng sang hai bên, gần guốc với những móng vuốt nhọn hoắt cào xé vào thân mình. Mang tư thế của một con rồng, đặc biệt hai vành tai rồng nổi lên hai bên đầu phía trên mang. Tai bên phải thì kín đặc, còn tai trái thông với một lỗ nhỏ khá sâu. Sau hơn 20 năm trôi qua kể từ khi phát hiện pho tượng rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu xem xét cùng với những dấu tích vật chất như thần tích sắc phong, bia đá, dấu vết nền móng và hàng loạt di vật của ngôi đền vào thời hậu Lê được tìm thấy trong các đợt khai quật khảo cổ những năm qua. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất tượng rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh là pho tượng có hình dạng độc đáo cho đến nay chưa từng có trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Với giá trị tiêu biểu độc đáo đó, tượng rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia. Năm 2017, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương tập trung làm tốt công tác quản lý thai kỳ cho các bà mẹ mang thai. Các đơn vị từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh phối hợp đồng bộ, ứng cứu linh hoạt khi có tai biến sản khoa xảy ra, mang lại kết quả đáng ghi nhận, không xảy ra trường hợp tử vong mẹ khi mang thai. Theo Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, năm 2017 tỉnh có gần 26.000 phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế. Tỷ lệ bà mẹ có thai được quản lý đạt 100% và gần 95% bà mẹ mang thai được khám định kỳ tối thiểu 3 lần trở lên. Trong số phụ nữ mang thai có 101 trường hợp bị tai biến khi sinh, giảm 11 ca so với năm 2016, và đặc biệt là không có trường hợp tử vong. Đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 211 trên 229 xã phường thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ trên 92%. Trong đó có 7 trên 10 huyện thành phố gồm Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Xuân Trường, Trực Ninh, Vụ Bản, Mỹ Lộc, có 100% xã thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Các trạm y tế sau đạt chuẩn đã phát huy hiệu quả hoạt động, xứng đáng với vai trò nền tảng của ngành y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại 211 trạm y tế đã đạt chuẩn, công tác y tế được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo toàn diện cùng với sự vào cuộc tích cực của các ngành đoàn thể. Điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đảm bảo đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu triển khai nhiệm vụ công tác của tuyến xã. Thông qua việc nâng cấp, chỉnh trang, các trạm y tế đã đảm đương được nhiệm vụ của tuyến trước trong việc tuyên truyền giáo dục sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường để người dân có thông tin và hành động đúng trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân. Chính sách bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội, có vai trò quyết định đến công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cũng như đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận các dịch vụ y tế của nhân dân. Tham gia bảo hiểm y tế chính là mua lấy sự an tâm, là cách đóng góp khi lành để dành khi ốm đau, ghi nhận tại Thái Bình. Tại khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà Trần Thị Dần đang hồi phục sức khỏe sau khi thực hiện kỹ thuật can thiệp đặt stent mạch vành. Chi phí cho 3 stent trong ca can thiệp của bà Dần lên tới 125 triệu đồng là con số khá lớn với gia đình bà. Nhưng số tiền phải thanh toán của gia đình đã giảm đi phân nửa khi được bảo hiểm y tế chi trả 54 triệu đồng. Chi phí nó cao như thế này mà không có bảo hiểm thì trừ tôi thì phải để nuôi lại. Mà thời gian này coi sức khỏe nó dần dần nó sa sút thì nó lại nặng thêm bệnh lên. Vì có bảo hiểm thế này cho nên là tôi phải làm ngay nên là người, sức khỏe của tôi nó bảo đảm. Bảo hiểm y tế chi trả thì hiện nay đã chi trả rất là nhiều các kỹ thuật cho các bệnh nhân, cụ thể như ở tim mạch thì các kỹ thuật như là Holter để theo dõi huyết áp, điện tâm đồ liên tục 24 tiếng, siêu âm tim để tầm soát các bệnh tim mạch, rồi các kỹ thuật cao hơn nữa ví dụ như chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, rồi là chụp cộng từ sọ não thì đều được bảo hiểm y tế thanh toán. Ngoài ra các cái chi phí về giường nằm, thuốc men điều trị thì bảo hiểm y tế cũng chi trả rất là nhiều khoản chi phí trong quá trình điều trị. Những trường hợp mắc bệnh với chi phí lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán không phải là hiếm. Phần chi trả của bảo hiểm y tế đã giúp làm giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình, giúp người bệnh yên tâm điều trị. Đến nay, Thái Bình có khoảng 1.545.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 86% dân số. Toàn tỉnh hiện có 305 cơ sở thực hiện khám chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế. Trong năm qua đã tổ chức đón tiếp gần 2,5 triệu lượt người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám và điều trị. Đây là những con số minh chứng cho nỗ lực của ngành y tế và bảo hiểm xã hội trong việc huy động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phát triển mạng lưới khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, với 950 thành viên hoạt động hiệu quả tại 7 chi hội, đến nay Hội Phụ nữ xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã đa dạng các hình thức hoạt động tại cơ sở, không chỉ thu hút được thành viên tham gia mà còn góp phần mang lại đời sống hạnh phúc cho các hội viên. Nổi bật trong số đó là câu lạc bộ lồng ghép 503 sạch và câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Bên cạnh hình thức truyền thống là đến trực tiếp gia đình thì hội còn có cách làm sáng tạo thông qua hoạt động văn nghệ diễn kịch có chứa những nội dung tuyên truyền về hạnh phúc gia đình. Gần 100% số hội viên trong hội đều không sinh con thứ ba và gia đình luôn hòa thuận. Bên cạnh đó, để giúp các hội viên trong hội tham gia được nhiều các hoạt động của địa phương hơn, hàng tuần, vào ngày 15 hàng tháng, 6 tổ vệ sinh của hội đều tổ chức ra quân dọn dẹp các tuyến đường của xã, vừa tăng tính đoàn kết giữa các hội viên, vừa nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Bình đã tổ chức khai mạc hội thi thể dục thể thao Trung học Phổ thông tỉnh Ninh Bình năm học 2017-2018. Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của gần 600 vận động viên xuất sắc, đại diện cho 33 đơn vị khối trung học trong toàn tỉnh. Các vận động viên sẽ tranh tài thi đấu ở 3 môn: điền kinh, cầu lông, bóng rổ. Đây là dịp để các em học sinh có điều kiện giao lưu, rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời là sân chơi bổ ích, góp phần phát triển các môn học năng khiếu, nâng cao thể chất, thẩm mỹ trong các nhà trường. Qua hội thi nhằm phát hiện năng khiếu thể dục thể thao của học sinh, trên cơ sở đó thành lập đội tuyển tập huấn và tham gia thi đấu tại các giải của tỉnh, của ngành trong thời gian tới. Đây không chỉ là cuộc đua tài của tuổi trẻ học đường mà còn là sự khẳng định chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục thể chất, góp phần đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 29 NQTU về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong mỗi nhà trường. Hội thi diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018. Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang đối tượng Dương Thị Thắm, sinh năm 1977, ở xóm 6, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, đang vận chuyển 15kg bột ngọt mang nhãn hiệu Ajinomoto, nghi là hàng tả, tại địa phận thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân. Khám xét tại nhà riêng của các đối tượng, các lực lượng chức năng đã thu thêm 6 bao tải bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc có trọng lượng 150kg cùng tang vật có liên quan. Bước đầu, Thắm khai nhận đã mua mì chính của Trung Quốc loại 25kg một bao tại Nam Định, sau đó mua vỏ nhãn hiệu Ajinomoto giả, mua máy ép ni lông về tự đóng gói rồi mang đi tiêu thụ tại các chợ Duy Tiên và Lý Nhân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Thời gian qua, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tăng cường nhiều biện pháp để giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm lấn chiếm ở địa phương vẫn diễn ra khá phổ biến. Là địa phương có làng nghề đá mỹ nghệ nổi tiếng, toàn xã hiện có gần 3.000 hộ tham gia sản xuất kinh doanh bám dọc các trục đường. Tuy nhiên, trong quá trình làm nghề, nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh của người dân tăng cao, hàng hóa lại thường xuyên được nhập với số lượng lớn, công kênh. Chính vì vậy, nhiều hộ gia đình đã tự ý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để tập kết vật liệu, khiến cho việc đi lại của người dân và phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Công an huyện Hoa Lư đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thành lập đội xung kích đảm bảo trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, chống lấn chiếm đất đai. Qua đó, nhằm huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Trong cái dịp gần Tết như thế này thì một tuần thì đội xung kích sẽ ra quân 3 ngày để thường xuyên nhắc nhở nhân dân thu gọn lại các cái hàng hóa, vật liệu, đổ các cái biển quảng cáo, động viên nhân dân không lấn chiếm nữa để trả lại hành lang an toàn giao thông. Thường xuyên duy trì kiểm tra không để tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa và phát sinh các trường hợp vi phạm khác là giải pháp mà Ninh Vân tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cùng với đó, rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành hỗ trợ phương tiện kinh phí để thực hiện việc giải tỏa. Nhưng quan trọng hơn chính là ý thức trách nhiệm của mỗi cơ sở cá nhân tham gia làm nghề chế tác đá mỹ nghệ trong việc chấp hành quy định của pháp luật về việc sử dụng và bảo vệ hành lang giao thông đường bộ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.